sau nhiều tháng liên tục phá đáy. Kể từ đầu tháng 4 đến nay, lãi suất huy động rục rịch tăng và có xu hướng tăng nhanh trong vòng 10 ngày trở lại đây. Tuy nhiên, mức tăng chỉ áp dụng với kỳ hạn ngắn hoặc với khoản tiền gửi khá lớn. Theo biểu lãi suất mới được các ngân hàng thương mại niêm yết, mức tăng lãi suất khoảng 0,3% trên năm. Dù đang có hàng loạt ngân hàng thông báo điều chỉnh tăng lãi suất huy động, tuy nhiên, mặt bằng lãi suất cho vay vẫn ở mức thấp 5-6% trên năm cho 12 tháng đầu. Các chuyên gia dự báo lãi suất huy động có thể sẽ tăng 0,5-1% trên năm từ nửa sau năm nay nhờ doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong tiếp cận tín dụng để mở rộng sản xuất kinh doanh. Nửa cuối năm cũng là giai đoạn tín dụng tăng cao hơn so với nửa đầu năm.